Bên cạnh những phương tiện truyền thống như xe xích lô hay những phương tiện công cộng như xe buýt hai tầng hay xe buýt đường sông, thì từ bây giờ những chiếc xe điện như thế này sẽ trở thành một trong những sự lựa chọn để di chuyển trong khu vực trung tâm thành phố. Trong thời gian thí điểm, sẽ có khoảng 70 xe điện buggy hoạt động trong khu vực trung tâm thành phố. Khách tham quan có thể có hai lựa chọn: đi theo tuyến cố định qua các địa điểm nổi tiếng của thành phố hoặc thuê nguyên chuyến theo thời gian. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có khoảng 200 xe được đưa vào hoạt động. Thiết kế của phương tiện này nhằm cung cấp cho du khách một cách mới để tham quan thành phố với sự thoải mái và thuận tiện nhất. Chúng tôi hiện tại cung cấp các xe điện tại quận 1, một phần quận 4, quận 5 và quận 6. Nếu như thí điểm thành công, chúng tôi sẽ triển khai mở rộng đến các khu vực khác của thành phố trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các tài xế cũng mặc đồng phục là áo 33 khi phục vụ du khách, cũng góp phần quảng bá văn hóa truyền thống đến với khách du lịch. Tài xế cũng được đào tạo huấn luyện qua về kỹ năng cơ bản về các cái điểm tham quan trong thành phố đó, để cho khách không chỉ những khách trong nước mà khách nước ngoài đến người ta cũng biết được. Anh nghe tài xế đây là anh ấy nói chuyện rất dễ thương, mà hơn nữa lại mặc bộ áo bà ba nó thể hiện người Việt Nam. Thế là cô thấy là anh ấy nói chuyện rất hòa đồng. Xe mình là đầu tiên mình ngồi, khá thú vị. Nó lại hợp lý cho những người mà người ta muốn tham quan du lịch trải nghiệm thành phố. Với ưu điểm là vận hành hoàn toàn bằng điện, chỗ ngồi rộng rãi, tốc độ vừa phải phù hợp với việc tham quan ngắm cảnh, phương tiện mới này cũng góp phần vào mục tiêu phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững của thành phố.